tới giờ cơm, hai quý tử say sưa tỉ thí võ công và cái kết bất ổn. Đoạn camera an ninh tại một gia đình ghi lại cảnh chị mẹ đang dọn mâm cơm ra giữa nhà. Ông tía thì hóng gió, cậu cả đi học về đang tháo tư trang, vuốt tóc thì có thích khách. Đứa rút đồ long đao, cậu ba tung vợt thần trưởng, ép cậu cả vào thế tiến hóa lưỡng nan. Ịnh cái đít lên đầu chị mẹ, lộn ngược xuống đất, chân dẫm nát mâm cơm. Ủa biết gì đâu, đang đấu kiếm tự nhiên xuyên không xuống mâm cơm à. Rồi 6-7-8 con mắt nhìn nhau tức rào đờm. Vợt của áo đỏ lúc này cũng đứng hình. Ấy cha, sự vụ này ngoài tầm tưởng tượng của ta. Ta không nghĩ tới cái cảnh nhịn đói đâu chứ hả. Quý công tử quỳ gối tạo nét. Ông tía bất lực. Trận này coi như hai con thắng, chỉ có má mày là thua toàn tập thôi. Đoạn clip đã khiến dân mạng không khỏi trầm trồ trước màn tỉ thí dẫn đến đói meo râu này của các đại hiệp. Cậu ba nhỏ mà có giỏ ghê, một phát khiến đối thủ ăn cho hết mâm cơm. 3 phần bất lực, 7 phần bó tay. Ông bà hay nói con đông vui nhà vui cửa là đây hết mọi người. Chị mẹ trong khoái Nga Mi hay gì nè, nhẹ nhàng ghê. Hậu quả của việc coi phim kiếm hiệp quá 180 phút là đây chứ đâu. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi và đừng quên bấm nút đăng ký kênh Kinh 3 Phút Hài để tiếp tục theo dõi những tình huống giải trí hài hước trong cuộc sống nha. Xin chào.